Chào tất cả các chị em. Chúc các chị em ngày mới tràn đầy là năng lượng. Và trong cái video ngày hôm nay thì em Thắm sẽ chia sẻ cho các chị em đó là em Thắm nhận được rất là nhiều câu hỏi của các chị em đó là chúng ta sử dụng kem chống nắng, tại vì sao chúng ta sử dụng kem chống nắng lại có cảm giác đó là chúng ta bị châm chích để ngứa này, hay gọi khác đó là chúng ta bị dị ứng. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay thì em Thắm sẽ chia sẻ cho các chị em, như các chị em đã biết rằng kem chống nắng chúng ta phải dùng hàng ngày để bảo vệ cho cái làn da của chúng ta. Muốn có làn da trẻ, muốn có cái làn da của chúng ta trẻ đẹp lâu thì chúng ta phải sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Nó sẽ bảo vệ cho cái làn da của chúng ta, nó ngăn ngừa lão hóa cho cái làn da, ngăn ngừa các vấn đề về da như sạm nám, làn da không đều màu, lỗ chân lông to, nám tàn nhang ở trên cái làn da. Và đặc biệt khi mà sử dụng kem chống nắng, nó sẽ giúp đó là chống được sự ung thư cho cái làn da. Vậy thì nhiều các chị em chúng ta rất là ngại, hoặc là chúng ta không muốn sử dụng kem chống nắng bởi vì nó sẽ có cái hiện tượng đó là dị ứng ở trên cái làn da, cảm giác đó là châm chích và ngứa. Như các chị em đã biết rằng sử dụng kem chống nắng thì nó sẽ có cái tác dụng như vậy, và chúng ta phải sử dụng kem chống nắng đều hàng ngày, dù bất kỳ thời tiết nào, ví dụ nắng mưa chúng ta cũng phải dùng kem chống nắng, dâm mát chúng ta cũng phải dùng kem chống nắng, ở trong nhà chúng ta cũng phải dùng kem chống nắng, đi ra ngoài đường chúng ta cũng phải dùng kem chống nắng. Ở trong nhà, tại vì sao chúng ta phải ở trong nhà cũng phải dùng kem chống nắng, bởi vì đó là chúng ta biết rằng trong cái ánh nắng mặt trời thì nó có hai tia, đó là tia UVA và UVB. Trong đó thì UVB chúng ta nhìn trực tiếp được, khi mà ánh nắng chiếu vào cái làn da của chúng ta thì làn da của chúng ta sẽ cảm giác đó là đỏ ứng, đỏ rát lên, như cảm giác như là cháy nắng. Còn tia UVA thì nó có bước sóng dài hơn, nó sẽ đâm sâu vào trong cái làn da của chúng ta, phá hủy bên trong, đứt gãy cái sợi collagen và elastin, làm cho da của chúng ta chảy xệ và dẫn đến tình trạng đó là da của chúng ta dễ trùng, nhăn nheo. Khi mà chúng ta ngồi ở trong nhà, những cái thiết bị điện tử nó không có ánh nắng trực tiếp, nhưng mà nó lại có những cái thiết bị điện tử, ví dụ như bóng đèn, đèn chiếu sáng của máy tính hoặc là điện thoại, nó cũng tác động trực tiếp và ảnh hưởng tới cái làn da. Và khi chúng ta ngồi trong nhà, cái tia UVA nó có bước sóng dài, nó có thể đâm thủng, xuyên qua tường, xuyên qua kính, và nó cũng tác động trực tiếp ảnh hưởng tới cái làn da. Vì vậy các chị em lưu ý rằng chúng ta phải thoa kem chống nắng mỗi ngày, dù chúng ta ngồi ở trong nhà, dù thời tiết mưa râm mát chúng ta cũng phải dùng kem chống nắng. Và có một điều lưu ý nữa, đó là khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng, đối với một số chị em chúng ta có cái cảm giác đó là châm chích hay kích ứng thì có những nguyên nhân sau. Có hai nguyên nhân chính đó là khiến cho khi mà chúng ta dùng kem chống nắng nó sẽ có hiện tượng như vậy. Thứ nhất đó là chúng ta lựa chọn kem chống nắng. Trên thị trường thì có hai loại kem chống nắng, đó là kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý. Đối với kem chống nắng hóa học thì khi những cái tia ánh nắng mặt trời, những cái tia UVA, UV nó tác động vào cái làn da của chúng ta, khi mà kem chống nắng hóa học thì những cái tia ánh sáng đó nó tác động vào cái làn da của chúng ta thì nó thẩm thấu vào trong da, sau đó thì chúng nó mới bão hòa và nó sẽ bị chuyển ra bên ngoài. Còn khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng vật lý thì những cái tia ánh sáng đó nó sẽ chiếu vào cái làn da, khi chiếu đến cái làn da nó sẽ bị phản quang ra bên ngoài luôn, nó không thẩm thấu vào trong da của chúng ta. Khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng vật lý thì nó giảm được sự ứng cho cái làn da của chúng ta, nó có khả năng đó là bảo thời gian bảo vệ cho cái làn da của chúng ta được lâu hơn, và tiếp đó nó sẽ không bị làm tổn thương cho cái làn da của chúng ta. Và nguyên nhân thứ hai đó là do da của chúng ta quá là bị khô. Khi da của chúng ta bị thiếu nước một cách trầm trọng thì chúng ta sử dụng kem chống nắng nó sẽ có cảm giác đó là châm chích và ngứa ở trên cái làn da của chúng ta. Vì vậy mà khi mà sử dụng kem chống nắng thì chúng ta trước khi sử dụng kem chống nắng thì chúng ta hãy lên sử dụng đó là một lớp lót. Trước khi mà chúng ta sử dụng kem chống nắng, chúng ta có thể sử dụng lớp lót đó là bằng gì đấy, toner, chúng ta có thể sử dụng đó là bằng một chút nước hoa hồng, hoặc chúng ta có thể sử dụng cốc ẩm cho cái làn da của chúng ta bằng sữa dưỡng, sau đó thì chúng ta mới sử dụng đó đến đó là kem chống nắng, để nó đủ cái độ ẩm thì nó sẽ không gây ra cái hiện tượng đó là châm chích hay ngứa ở trên cái làn da. Chị em lưu ý nhé, đó là hai cái nguyên nhân chính dẫn ra hiện tượng đó là chúng ta cảm giác đó là không thích bôi kem chống nắng
mãn cảm giác, đó là khi mà chúng ta bôi kem chống nắng rất ngại và nó hiện tượng đó là châm chích và ngứa ở trên cái làn da của chúng ta. Thì chị em lưu ý nhé, hai cái nguyên nhân này để chúng ta khắc phục và chúng ta sử dụng kem chống nắng để bảo vệ và phát huy hiệu quả tối đa của kem chống nắng bảo vệ cho cái làn da của chúng ta nhé. Cảm ơn các chị em rất là nhiều đã dành thời gian và xem video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại những cái buổi video tiếp theo.